Bây giờ Địa Tạng Bồ Tát nói với Thánh Mẫu rằng: danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề là như vậy. Bây giờ Bồ Tát Địa Tạng bắt đầu kể tên của những tội báo mà chúng sanh trót gây tạo ở cõi Nam Diêm Phù Đề, để rồi phải chiêu cảm ra các cảnh địa ngục. Như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Giả sử có chúng sanh nào bất hiếu, thậm chí nhẫn tâm sát hại cả cha và mẹ của mình, thì kẻ đó phải đền tội vĩnh viễn ở trong địa ngục vô gián, chẳng bao giờ được thoát ra. Chúng sanh chúng ta có bổn phận phải hiếu thảo với cha mẹ. Không hiếu thảo với cha mẹ là đã có tội rồi, huống chi là giết hại cha mẹ. Đó đều là những tội ác tày trời. Chúng ta làm người thì phải biết ăn ở cho hiếu thảo với cha mẹ, chu toàn bổn phận làm con. Tại sao con người cần phải lo tròn hiếu đạo? Hiếu thảo là gốc của con người. Nếu không hiếu thảo với cha mẹ, tức là quên mất nguồn cội. Có câu: phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, phụ ngã súc ngã, trưởng ngã dục ngã, cố ngã phục ngã, xuất nhập phúc ngã, dục báo chi đức, hạo thiên võng cực. Nghĩa là: cha sinh ra ta, mẹ dưỡng nuôi ta, dỗ về thương mến nuôi ta lớn khôn, yêu thương đùm bọc ra vào nâng niu, lòng mong báo đáp công ơn trời bể. Đây nói cha cho ta sự sống, mẹ sinh đẻ dưỡng nuôi, công ơn ấy bao la không bờ bến, còn cao hơn trời và dày hơn đất nữa, nên chúng ta khó thể báo đáp cho trọn vẹn. Hạo thiên tức là bầu trời cao rộng hơn hết, nhưng dù cao đến đâu, rộng đến thế nào thì cũng không thể sánh bằng công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cho nên là kẻ làm con, chúng ta nhất định phải hiếu thuận cha mẹ. Thế nào gọi là hiếu thuận cha mẹ? Phải chăng ngày ngày chúng ta mua cho cha mẹ vài món ngon vật lạ, dăm bộ quần áo mới, tức là có hiếu rồi? Chưa phải. Đó chỉ là hình thức, là lớp vỏ ngoài của sự hiếu thuận mà thôi. Vậy thì nội dung của hiếu thuận là gì? Chúng ta phải lấy thuận làm hiếu, chiều theo tâm ý và nguyện vọng của cha mẹ mình. Cha mẹ vui thì mình cũng nên vui. Những gì cha mẹ yêu thích thì mình cũng nên mến chuộng. Có người vừa nghe như thế liền nói: như thế tức là hiếu thuận ư? Cha tôi thích hút thuốc phiện, mỗi ngày hút hết một lạng. Nay tôi hút mỗi ngày hai lạng thuốc, tức là tôi có hiếu lắm rồi, vì tôi biết thuận theo sở thích của cha tôi. Đó có phải là thuận không? Không phải. Thuận là thuận theo tâm ý, chứ không phải thuận về chuyện hút sách, ăn uống. Thí dụ, thấy cha mình thích ăn bánh mì bơ, mình cũng muốn dành ăn. Nói: con cũng thích món này, bà để con ăn trước, con ăn no rồi thì ba hẳn ăn. Đó gọi là tranh, chứ không phải thuận. Thuận ở đây tức là thuận theo những ước muốn chánh đáng của bậc cha mẹ đối với con cái. Chúng ta phải tìm hiểu tâm nguyện cũng như sở thích của cha mẹ, để khỏi làm trái ý hoặc phụ lòng mong mỏi của cha mẹ. Đó gọi là hiếu vậy. Vừa rồi chúng ta có nghe nói là công ơn của cha mẹ thì toát phát nang báo. Toát phát có nghĩa là số tóc trên đầu. Vậy toát phát nang báo ngụ ý rằng tóc trên đầu còn có thể đếm được tuy khó, chứ ơn cha nghĩa mẹ thì khó thể đáp đền. Cho nên ai ai cũng phải hiếu thảo với cha mẹ. Trong khóa hè năm ngoái, tôi đã giảng về câu: dê con quỳ bú, quạ con mớm mẹ. Câu này có nghĩa là dê con mỗi khi bú đều quỳ hai chân trước xuống trước mặt dê mẹ,
còn quả con thì biết mớm mồi nuôi quả mẹ. Do đó ở Trung Hoa người ta gọi quả là loài chim hiếu, hiếu điểu. Vì sau khi ấp trứng nở ra quả con, quả mẹ già yếu không bay đi kiếm mồi được nữa, nên quả con bèn đi tìm thức ăn mang về cho quả mẹ. Quý vị xem, quả và dê đều là loài cầm thú mà còn biết hiếu thảo với cha mẹ, huống hồ chi là loài người chúng ta. Do đó, nếu chúng ta ăn ở bất hiếu với cha mẹ, thì chúng ta còn thua cả loài cầm thú nữa. Loài người chúng ta có đầy đủ hạnh đức ngũ thường, nhân, lễ, nghĩa, trí, tính, thì lẽ nào chúng ta lại chẳng bằng cả loài quạ, loài dê? Cho nên, làm người thì điều quan trọng nhất là phải hiếu thảo với cha mẹ. Có người bùi ngùi hối tiếc: tôi rất thiết tha muốn báo hiếu cho cha mẹ. Tiếc thay, nay tôi đã xuất gia đi tu rồi, không thể cận kề hôm sớm để chăm sóc song thân. Vậy thì tôi phải làm thế nào để báo hiếu bây giờ? Xuất gia tu hành là một hành động thể hiện lòng đại hiếu. Bởi đó chính là hạnh hiếu thảo vĩ đại nhất, cao cả nhất. Có câu: nhất tử nhập Phật môn, cửu tổ thăng thiên. Nghĩa là một người con vào cửa Phật thì chính đời tổ tiên được thăng lên cõi trời. Nếu quý vị xuất gia tu đạo thì tất cả tổ tiên trong chính đời đều nhờ công đức tu hành của quý vị mà được siêu thăng lên cõi trời. Cho nên xuất gia không phải chỉ là báo hiếu cho cha mẹ hiện đời, mà còn báo hiếu cho cả cha mẹ và tổ tiên trong những đời quá khứ nữa. Tuy nhiên, quý vị xuất gia mà phải chân chánh tu hành thì mới báo hiếu được. Còn nếu quý vị cứ giải đãi, không tinh tấn dụng công tu tập, thì chính đời tổ tiên, cửu tổ của quý vị vẫn phải đọa địa ngục, và bấy giờ họ sẽ than khóc. Vì sao họ khóc? Họ than thở với nhau rằng: tôi cứ tưởng là có được con cháu xuất gia tu đạo thì chúng ta sẽ nhờ đó mà được thăng thiên. Ngờ đâu con cháu này lại chẳng chuyên cần tu tập, suốt ngày chỉ biết ngủ với nghỉ, vô cùng lười biếng. Giờ đây những nghiệp tội của chúng ta không được xá miễn chút nào, và chúng ta vẫn phải tiếp tục trầm luân trong địa ngục. Vì vậy, tuy nói rằng xuất gia tu hành thì cửu tổ của mình được sanh thiên, nhưng nếu quý vị không tinh nghiêm tu đạo thì cửu tổ vẫn bị đọa địa ngục như thường. Chớ nói rằng tôi đã xuất gia đi tu rồi, cửu tổ nhất định sẽ được thăng thiên. Bởi vấn đề ở đây không phải như vậy. Nếu quý vị chỉ cạo đầu xuất gia rồi chẳng chịu tu hành gì cả thì cửu tổ vẫn không được thăng thiên. Trái lại, nếu quý vị chân chánh tu hành thì trong tương lai sẽ siêu độ được cha mẹ cùng tổ tiên của quý vị, và đó mới chính là đại hiếu vậy. Bây giờ tôi sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện về một chú tiểu Sa Di, đệ tử của tôi. Hôm nay tôi đến chánh điện và đợi rất lâu mà chú ta vẫn chưa ngủ dậy. Thấy thế khiến cho tôi, một vị sư phụ vốn không nổi nóng, cũng phải nổi nóng mà gắt lên: là người xuất gia sao con lại lười biếng đến thế? Chú Sa Di này cũng ngoan, không dám đối đáp lại tiếng nào. Sau đó tôi tra hỏi cặn kẽ mới hiểu ra đầu đuôi sự việc. Quý vị có biết như thế nào không? Bây giờ tôi xin kể cho mọi người cùng biết. Thì ra chú Sa Di này cứ nằm dài như thế là vì đói, chứ không phải lười biếng. Chú ta đói đến nỗi lả người, tay chân bủng rủng. Vì sao chú đói đến thế? Mấy hôm nay chú muốn thử mang bình bát đi hóa duyên, khất thực một mình. Ngày nào chú cũng đi, nhưng đều không được ai bố thí gì hết. Thế là chú sanh ra giận dỗi, trở về chùa cũng không chịu ăn uống gì cả. Tính đến hôm nay là chú đã nhịn đói được 6-7 ngày rồi, cho nên mới kiệt sức, không ngồi dậy nổi. Ấy thế mà tôi chưa rõ sự tình ra sao cả, đã vội nóng nảy rầy la chú ta một trận nên thân. Cũng may là sau đó tôi nghĩ lại và hỏi han chú: vì sao con lại lười biếng thế? Con nói thật cho sư phụ biết đi. Bấy giờ chú ta mới chịu thú thật: vì không có ai bố thí cho con không có cái gì ăn nên mới bị kiệt sức sư phụ ạ. Nghe chú nói như vậy,
tôi mới dở lẽ và tự trách mình. Ôi, sư phụ đã mắng oan con rồi. Và tôi bảo chú Sa Di, nếu con cảm thấy trong người còn yếu thì cứ ở trong phòng mà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sư phụ khai mở cho con một pháp môn phương tiện vậy. Quý vị thấy đó, làm sư phụ thật không phải dễ. Lắm lúc ông sư phụ cũng bối rối, không biết nên dùng phương pháp gì để giáo hóa đệ tử cho thích hợp. Đệ tử bị bỏ đói mà ông còn rầy la trách mắng nữa. May thay, chú đệ tử này quả có dụng công tu tập thực sự. Quý vị nghĩ xem, 6-7 ngày trời không ăn gì cả, thế mà vẫn có thể cùng đại chúng tụng kinh, bái sám và đến lớp nghe giảng kinh đều đặn như thường lệ. Nếu không có công phu tu tập thì làm sao chịu đựng nổi. Cho nên bây giờ lửa giận đã tắt, tôi cũng thấy vui mừng là có được người đệ tử biết chăm chỉ dụng công tu hành. Như thế cũng không tệ lắm. Tôi mong rằng các đệ tử khác cũng đều học hỏi theo hạnh của chú Sa Di này, là tập tánh nhẫn nại, nhịn nhục, dầu bị sư phụ quở trách cho một trận cũng không việc gì. Ngoài ra, trên bước đường tu học, quý vị nhớ là đừng lo nghĩ về chuyện mình đã một ngày chưa ăn, hoặc 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày chưa ăn, hay gạt bỏ chuyện đó ra khỏi tâm trí. Ăn rồi với chưa ăn đều như nhau, chưa ăn hay ăn rồi thì cũng thế. Đừng nhớ là mình đã ăn hay chưa ăn nữa, phải quên đi chuyện ăn rồi hay chưa ăn. Như thế mới là thật sự tu đạo. Xong, nếu không thật sự tu đạo thì quý vị sẽ quên không nổi. Nếu thật sự tu đạo, thật sự dụng công thì quý vị sẽ có được định lực thật sự. Một khi quý vị đã có định lực thật sự rồi thì đừng nói là bị tôi la mắng, mà dù có bị tôi đánh đập đi chăng nữa, quý vị cũng không hề hay biết và cũng chẳng thắc mắc ai đánh tôi thế, tôi đang ở đâu vậy. Vì sao? Bởi vì bây giờ quý vị không thấy có cái tôi nữa. Khi quý vị không còn cái ngã, không còn thấy có sự hiện hữu của một cái tôi to tướng nữa, thì lúc đó mới thật là có định lực thật sự. Nếu quý vị vẫn còn cái tôi, vẫn còn nhớ rõ, hừ, ông đánh tôi, ông mắng tôi, ông nói xấu tôi, tôi đói, tôi chưa ăn cơm. Nếu quý vị chưa quên được điều này thì định lực chưa thể nảy sanh. Nhất định phải quên nó đi thì định lực mới có thể nảy sanh. Định lực mà nảy sanh rồi, tức là thật sự có được công phu vậy. Kinh văn: nếu có chúng sanh nào làm thân Phật chảy máu, hủy bán tam bảo, chẳng kính tôn kinh, kẻ đó cũng phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Lược giảng: nếu có chúng sanh nào làm thân Phật chảy máu, đây chỉ là giả thiết, ví dụ là có hạng chúng sanh phạm một tội ác như thế mà thôi. Thế nào gọi là làm thân Phật chảy máu? Xuất Phật thân huyết. Hiện nay Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi thì làm sao có thể bị chúng sanh làm thân Phật chảy máu được? Giả lại chúng ta không sanh vào thời Đức Phật còn tại thế, cũng không gặp được Phật, thì làm sao có thể làm thân Phật chảy máu được? Vào thời Đức Phật còn tại thế thì làm thân Phật chảy máu có nghĩa là làm cho thân thể của Phật bị tổn thương, gây thương tích cho Phật. Còn sau khi Phật nhập Niết Bàn thì làm thân Phật chảy máu, tức là phá hủy tượng Phật, như cố tình làm sứt mất một lỗ tai hoặc làm gãy một ngón tay của tôn tượng. Ngay cả thiêu đốt các tranh vẽ hình Phật bằng giấy cũng thế, đó cũng chẳng khác nào làm thân Phật chảy máu vậy. Tội này chúng không thể sám hối mà tiêu tan được, nhưng có thể tùy theo tình huống mà có sự khai duyên, ngoại lệ. Chẳng hạn, nếu do say rượu, mắc bệnh điên cuồng hoặc tâm trí rối loạn bất thường mà phạm phải, thì được xem là ngoại lệ, không bị khép vào thứ tội này. Tuy nhiên,
nếu diện cớ mình tinh thần bất ổn hoặc là say rượu rồi cố ý làm càn thì nhất định là có tội. Nếu quý vị do vô tình mà trót phạm thì nghiệp tội được nhẹ bớt phần nào. Lúc Đức Phật còn tại thế, oai lực thần thông của Phật lớn lao như vậy thì ai mà có thể làm thân Phật chảy máu được? Phật đã chứng quả rồi thì ai mà có thể hãm hại, gây thương tích cho Phật được? Ở đời lắm lúc cũng có những sự việc xảy ra ngoài sức dự liệu của con người. Phật cũng có thể bị ám hại, bị hành hung vậy. Quý vị đã có bao giờ nghe đến cái tên Đề Bà Đạt Đa chưa? Tôn giả Đề Bà Đạt Đa vốn là em chú bác của Đức Phật, nhưng ông lại thường xuyên gây khó dễ cho Phật, chuyên môn chống đối Phật. Phật thuyết pháp này thì ông phá hoại, Phật thuyết pháp kia thì ông đã kích. Nói tóm lại, bất cứ điều gì Phật làm, ông cũng bài bác và cho là không đúng cả. Thế thì Đề Bà Đạt Đa hãm hại Đức Phật như thế nào? Có một lần, Đề Bà Đạt Đa tìm một phụ nữ gia cảnh rất nghèo khó và nói với cô ta rằng: "Cô hãy giúp ta một việc, khi xong việc ta sẽ thưởng cho cô một món tiền rất lớn." Con người trong cảnh túng thiếu thường dễ bị đồng tiền lung lạc. Có kẻ miễn có tiền là chịu làm tất cả, và người phụ nữ này cũng không thoát khỏi lẽ thường tình đó. Vì thế, cô ta sốt sắng hỏi: "Ngài cần tôi làm việc gì?" Đề Bà Đạt Đa bảo: "Cô hãy độn một cái gối trong bụng, giả vờ là đang mang thai. Sau đó, đợi đến lúc Phật thuyết pháp, thì cô hãy ra trước mặt các đệ tử của Phật mà tuyên bố rằng đứa bé trong bụng cô là con của Phật. Như thế, thanh danh của Phật sẽ bị hoen ố, và các đệ tử của Phật sẽ không còn tin tưởng ở Phật nữa. Khi việc thành rồi, ta sẽ thưởng cho cô rất hậu hỷ." Người phụ nữ ấy y lời, răm rắp làm đúng theo lời dặn. Cô liền độn bụng cho lớn và ngang nhiên nói với đệ tử của Phật rằng đứa bé trong bụng cô ta là con của Phật, cố ý bôi nhọ thanh danh của Phật. Nhưng Đức Phật có thần thông, Ngài dùng thần thông làm trớt cái gối độn bụng của cô ta trước sự chứng kiến của mọi người. Nhờ đó, ai nấy đều hiểu ra là cô ta muốn du oan giá họa cho Phật. Đây là một trong những cách Đề Bà Đạt Đa dùng để ám hại Phật trong lúc Phật giảng kinh thuyết pháp. Lại có một lần, Đề Bà Đạt Đa dùng thần thông để ám hại Phật. Bởi Đề Bà Đạt Đa cũng có thần thông, cho nên một hôm nọ, nhân lúc Phật đang trên đường tới núi Linh Thứu, ông xô núi cho lở ra để đá lăn đổ xuống, chủ ý là đè Đức Phật đến tan xương nát thịt. May thay, ngay khi ông ta ra tay đẩy núi, thì vị Kim Cang Lực Sĩ, cũng chính là vị Sơn Thần giữ núi Linh Thứu, tên là Bối Lạp, trông thấy. Và thế là từ đằng xa, thần Bối Lạp giơ chùy Kim Cang ra đỡ lấy núi, khiến bao nhiêu đá núi đều văng ngược trở lại. Đá bị dở dụng văng tung tóe, và có một hòn đá nhỏ văng trúng đầu ngón chân út của Phật, làm cho rách da chảy máu. Đây chính là làm thân Phật chảy máu. Lần này thân Phật có bị chảy máu, nhưng cũng không hề gì. Tuy nhiên, liền ngay lúc đó, có một chiếc xe hừng hực lửa của địa ngục chạy đến. Đề Bà Đạt Đa bị bắt sống và áp giải về địa ngục. Đề Bà Đạt Đa vừa làm thân Phật chảy máu thì liền bị đọa địa ngục ngay lúc còn sống, phải mang nhục thân vào địa ngục. Người đời nay nếu thiêu đốt hình Phật, phá hủy tượng Phật hoặc đập phá chùa chiền, tháp miếu tôn thờ Phật thì đều bị xem là phạm cùng một tội với Đề Bà Đạt Đa, tức làm thân Phật chảy máu vậy. Hủy bán tam bảo. Thế nào gọi là hủy bán tam bảo? Chúng ta những người tin Phật phải nhớ kỹ là chớ phạm tội này, tuyệt đối đừng bao giờ khinh chê tam bảo, nói xấu Phật Pháp Tăng. Trong giới hạnh Bồ Tát có giới điều không rao nói lỗi của tứ chúng. Tứ chúng là gồm có Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Người đã thọ Bồ Tát giới thì không được rêu rao, bàn tán,
về những lỗi lầm sai sót của tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Chính bản thân mình không nói đã đành, nếu bắt gặp người khác nói lỗi của tứ chúng thì quý vị cũng đừng góp chuyện hoặc nói hùa theo, mà phải như là mình không nghe thấy gì cả vậy. Vì sao? Vì nếu quý vị hùa theo họ mà bàn xa tán vào thì quý vị cũng sẽ mắc tội quỷ bán tam bảo và đồng thời phạm luôn cả tội rao nói lỗi của tứ chúng. Do đó, tốt nhất là cứ ngậm miệng làm thinh. Ngoài ra, kiến giải của phàm phu chúng ta thường hay có chỗ sai lầm. Bên cạnh đó, cảnh giới của hàng thánh nhân lại không phải là những gì mà phàm phu chúng ta có thể biết rõ được. Chẳng hạn như bậc sơ địa Bồ Tát thì không thể biết được cảnh giới của hàng nhị địa Bồ Tát, thập địa Bồ Tát thì không thể biết được cảnh giới của đẳng giác Bồ Tát, sơ quả A-la-hán thì không thể biết được cảnh giới của nhị quả A-la-hán. Cho nên, khi chưa có được trí huệ chân chánh thì chúng ta không nên sanh tâm quỷ bán tam bảo và cũng đừng rao nói lỗi của tứ chúng. Cho dù họ rõ ràng là có lỗi, quý vị cũng chớ vội phê phán. Vì sao? Vì nếu biết được cái sai của người ta thì hãy lấy đó mà răn mình để tránh và làm cho đúng là được rồi, chứ đừng như cái máy chụp hình toàn là chụp hình cho người khác, tự mình thì không chụp được cho chính mình. Thế nên chính mình hình dạng như thế nào thì lại không hay, không biết. Giảng đến đây, tôi nhớ đến một công án về Chí Công Thiền Sư đời vua Lương Võ Đế ở Trung Hoa. Mỗi ngày Chí Công Thiền Sư đều ăn hai con chim bồ câu. Thấy thế, người đầu bếp nghĩ rằng thịt bồ câu hẳn là ngon lắm. Và một hôm, anh ta lén ăn bớt một cái cánh của chim bồ câu. Ngài Chí Công sau khi ăn hết hai con bồ câu thì hỏi anh ta: "Tại sao ngươi ăn vụn thịt bồ câu của ta?" Người đầu bếp liền chối: "Bạch thầy, con đâu dám làm thế." Ngài Chí Công gặn hỏi: "Không phải sao, ông xem này." Nói xong, ngài há miệng và khạc ra hai con chim bồ câu. Một con vỗ cánh bay đi liền, còn con kia thì không bay đi được vì bị thiếu mất một cái cánh. Và ngài hỏi tiếp trước sự sửng sốt của người đầu bếp: "Nếu ông không ăn thì cánh của con chim này mất đi đâu?" Quý vị xem, cùng là ăn thịt chim bồ câu đã được nấu chín và chặt nhỏ, mà Chí Công Thiền Sư thì có thể khạc ra lại nguyên vẹn con bồ câu còn sống. Còn người đầu bếp thì không có được khả năng ấy, ăn vào bụng rồi là thôi, chẳng thể làm cho nó sống lại được. Cho nên cảnh giới của Chí Công Thiền Sư là ăn mà như không ăn. Lại có một công án khác về Tế Công Thiền Sư ở chùa Linh Ẩn tại Tây Hồ, Hàng Châu, Trung Hoa. Ngài ăn thịt chó, uống rượu và ngày nào cũng uống đến say mềm, đến nỗi vừa nhìn là ai nấy đều biết đó là một ông sư say rượu. Nhưng thực sự thì những khi say sưa như thế chính là lúc ngài đi khắp nơi giáo hóa chúng sanh. Một lần nọ, trong chùa tạc một pho tượng Phật và muốn thép vàng, Tế Công Thiền Sư hay tin liền bạch với Hòa Thượng Phương Trượng: "Xin Hòa Thượng cho phép tôi thép vàng pho tượng Phật này." "Khỏi phải kêu mướn ai cả." Hòa Thượng Phương Trượng bằng lòng. Thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy ngài Tế Công thép vàng cho pho tượng. Vị sư quản lý bèn nhắc: "Ông muốn thép vàng tượng Phật này, nhưng sao chờ mãi mà không thấy ông làm gì cả?" Ngài Tế Công nói: "Vâng, tôi sẽ làm ngay." Đến tối hôm ấy, ngài Tế Công lại cũng uống rượu say mềm như mọi khi, rồi đợi cho mọi người đều đi ngủ cả. Ngài đến trước pho tượng Phật mới tạc và há miệng khạc vàng ra rồi phun lên pho tượng. Bấy giờ, khi toàn thể bức tượng đã được bao phủ bởi một lớp vàng sáng lóng lánh, chỉ còn sót một chỗ trên đỉnh đầu mà thôi, thì đúng lúc đó, vì nghe thấy tiếng khạc nhổ ôm sòm của ngài Tế Công, vị sư quản lý bèn tức tốc chạy đến xem và trách móc: "Sao ông lại cả gan đến thế? Ông dám nhổ đờm lên tượng Phật à?" Ngài Tế Công chỉ nói: "Thế thì thôi, tôi không nhổ nữa." Và ngài bỏ đi.
Hôm sau, mọi người ra xem thì thấy tượng Phật đã được thép vàng xong xuôi, chỉ còn sót một chỗ nhỏ trên đỉnh đầu mà thôi. Vì thế, trong chùa phải gọi thợ chuyên môn thép vàng đến làm nốt cho xong. Nhưng lớp vàng đắp thêm đó lại không đẹp bằng vàng do ngài Tế Công khạc nhổ ra. Quý vị xem, cảnh giới của bậc A-la-hán thật là không thể nghĩ bàn. Do đó, chúng ta là những người tin Phật thì không nên ngồi lê đôi mắt, rao nói lỗi của tứ chúng. Bởi nếu đối tượng mà quý vị xúc phạm là người bình thường thì có thể không hề gì. Nhưng nếu nhầm bậc thánh nhân đã chứng quả thì quý vị sẽ mang tội. Mang tội thì sẽ ra sao? Thì quý vị sẽ bị đọa địa ngục. Tại sao có những người muốn hủy bán Tam Bảo? Đó là vì họ không có tín tâm. Nguyên nhân nào khiến những kẻ ấy không có tín tâm? Tùy theo trường hợp, có lúc là do họ giao du nhằm bạn xấu mà ra. Bạn xấu là bao gồm những kẻ xấu xa, ác độc, không hiểu Phật Pháp. Những kẻ ác không hiểu Phật Pháp thì thường hủy bán Tam Bảo. Do đó, nếu người nào kết giao với họ thì cũng bị tiêm nhiễm, dần dần cũng có thói khinh chê, hủy hoại Tam Bảo như họ vậy. Ngoài ra, những người xỉm khúc, ngu si cũng thường hủy bán Tam Bảo. Thế nào gọi là xỉm khúc? Xỉm khúc là xỉm nịnh, nịnh nọt. Người thời nay thường nói là tân bốc, bợ đỡ. Như có những người không tiếc lời ca tụng, tấm tắc khen ngợi quý vị để được quý vị tin yêu, rồi sau đó lợi dụng sự tin yêu của quý vị để mưu đồ lợi lộc riêng tư. Như thế gọi là xỉm khúc. Bởi tâm địa của họ vốn khúc mắc quanh co, gian manh xảo trá, chứ không phải ngay thẳng, thành thật. Vì sao họ lại xỉm khúc như thế? Bởi vì họ ngu si. Song những kẻ ngu si đó lại tự cho rằng mình vô cùng thông minh, tài trí, nên thường có cái thói thông minh mạn, kiêu hãnh, ngạo mạn về trí thông minh của mình. Thông minh mạn cũng chính là tăng thượng mạn, giống như thứ kiêu căng ngã mạn của 5.000 người không dự pháp hội thuyết kinh Pháp Hoa mà bỏ ra về vậy. Người tăng thượng mạn mang cái thói thông minh mạn, họ có phần nào thông minh nhưng rất kiêu ngạo, xem thường người khác, coi ai cũng không bằng mình. Do thói ngạo mạn về trí thông minh của mình nên họ không tin chánh pháp, lại còn khinh chê hủy bán giáo lý của Đức Phật, móc bỏ pháp nhãn của chúng sanh. Tại sao nói như thế? Bởi chúng sanh vốn có trạch pháp nhãn, con mắt khả năng biết chọn lựa pháp, nhưng họ lại muốn làm cho chúng sanh mất phương hướng, lầm đường lạc lối. Như thế thì có khác nào cầm dao khoét mất con mắt trạch pháp nhãn của chúng sanh? Những kẻ làm cho chúng sanh không còn trạch pháp nhãn này, trong tương lai sẽ bị quả báo thân thể có khuyết tật hoặc tàn phế, như không có tai hoặc không có chân. Không có chân tức là mắc bệnh liệt hoặc bệnh khèo, và thường là không đi đứng được hoặc chỉ đi khập khiễng. Họ cũng có thể phải chịu quả báo bị câm, tuy có lưỡi nhưng không nói được. Vì sao bị câm? Quý vị cần phải lưu ý điểm này. Người câm trên thế gian này đều là do hủy bán Tam Bảo mà ra. Những kẻ hủy bán Tam Bảo sẽ bị đọa vào địa ngục và ở đó thọ tội trong suốt 2 ức năm rồi mới được đi đầu thai. Đầu thai làm thân gì? Họ phải đầu thai làm thân súc sanh như ngựa, trâu, dê, gà, chó. Và họ phải mang thân súc sanh như thế suốt 2 ức năm, rồi sau đó mới được làm người trở lại. Bây giờ, tuy họ được mang thân người, nhưng 6 căn không toàn vẹn, như bị đuôi mù, không có mắt, hoặc bị điếc, không nghe thấy gì cả, hoặc bị câm, có lưỡi mà không nói được, chẳng khác gì không có lưỡi vậy. Nói tóm lại, những người mà đời này lục căn bị khiếm khuyết hoặc tướng mạo xấu xí đều là do trong đời quá khứ họ đã từng chê bai, hủy bán Tam Bảo. Lúc sống, họ phải chịu đựng vô lượng đau khổ đắng cay như thế.
và sau khi chết họ lại còn bị đọa vào địa ngục vô gián nữa. Đó là nói về quả báo do quỷ bán tam bảo. Chẳng kính tôn kinh. Đây là điều chúng ta cần phải chú ý. Phàm là kinh điển của Phật, chúng ta nhất định phải tôn kính và quý trọng. Kinh Kim Cang có dạy rằng, phàm nơi nào có kinh điển là nơi đó có Phật. Đúng vậy, kinh điển là nơi an trụ của Pháp thân chư Phật, do đó chúng ta phải hết lòng cung kính. Nơi cất giữ kinh điển cần phải được thu dọn cho sạch sẽ, ngăn nắp, không nên để bừa bãi. Kinh Phật phải được đặt nơi cao ráo ở bên trên tất cả các loại kinh điển hoặc sách vở phổ thông khác, và phải để về phía đầu nằm, chứ không được để ở phía chân. Bằng không, nếu để ở dưới thấp, tức là không cung kính. Ngoài ra, giường ngủ là nơi không được sạch sẽ nhất, cho nên phải nhớ kỹ là không nên để kinh điển trên giường. Phàm là kinh Phật hoặc sách Phật, chúng ta đều phải cung kính, tôn trọng, phải cung kính kinh điển như cung kính Phật. Không cung kính kinh điển tức là không cung kính Phật, và như thế cũng chính là hủy bán tam bảo vậy. Những nghiệp tội làm thân Phật chảy máu, hủy bán tam bảo, chẳng kính tôn kinh là như nhau. Cho nên kẻ nào có những hành vi này thì kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Do đó, mọi người phải nhớ kỹ đoạn kinh văn vô cùng quan trọng này. Người học Phật nhất định phải luôn luôn tôn kính tam bảo, quý trọng kinh điển và không làm thân Phật chảy máu. Kinh văn: nếu có chúng sanh xâm tổn của thường trụ, làm nhơ nhuốc tăng ni hoặc tứ tình hành dâm trong chốn già lam, hoặc giết hoặc hại, hạng người như thế phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Lược giảng: nếu có chúng sanh xâm tổn của thường trụ. Thế nào gọi là xâm tổn của thường trụ? Thường trụ tức là đạo tràng, và có bốn loại tứ chủng thường trụ, đó là thường trụ, thập phương thường trụ, hiện tiền thường trụ, thập phương hiện tiền thường trụ. Một, thường trụ thường trụ. Đạo tràng là thuộc về thường trụ thì luôn luôn tồn tại, và người xuất gia thường xuyên trú ngụ trong đạo tràng, cho nên gọi là thường trụ thường trụ. Thường trụ là chỗ ở của tăng chúng. Vậy thì thế nào gọi là xâm tổn của thường trụ? Những thứ gì của thường trụ có thể bị xâm phạm hao tổn? Đó là thực phẩm, tức là đồ ăn thức uống, và tài vật thuộc về thường trụ. Phàm những người chưa xuất gia mà đến ở trong chùa thì cần phải biết cúng dường cho chùa. Nếu quý vị ở chùa vài ngày rồi bỏ đi, chẳng hề cúng dường thường trụ gì cả, như thế tức là quý vị đã xâm tổn của thường trụ, và trong tương lai chắc chắn sẽ bị đọa địa ngục. Vậy thế nào mới là không xâm tổn của thường trụ? Thí dụ, quý vị đến ở trong chùa và cúng dường thường trụ một số tiền tương đương với phí tổn mà quý vị phải trả nếu ở trọ nơi khác. Như thế thì quý vị mới không xâm tổn của thường trụ. Do đó, tôi chủ trương rằng tất cả các đệ tử quy y của tôi, hễ đến bất cứ đạo tràng nào thì cũng đều phải nỗ lực trợ giúp đạo tràng đó, và tuyệt đối không được xâm tổn của thường trụ. Xâm tổn của thường trụ tức là bóc lột tài sản của chùa, khiến cho tài sản của chùa bị hao hụt, sút giảm. Chúng ta đã không giúp đỡ được thì thôi, chứ đừng bao giờ xâm phạm
gây tổn thất cho chùa. Những người không hiểu Phật pháp cứ cho rằng ở trong chùa thì khỏi tốn kém gì cả, nên tha hồ lợi dụng cơ hội. Điều này nếu chưa hiểu Phật pháp thì còn có thể châm chế, nhưng sau khi đã hiểu Phật pháp rồi thì dứt khoát là không được xâm tổn của thường trụ. Đừng nói là người tại gia, ngay cả tôi tuy là người xuất gia, nhưng hễ đến trú ở bất cứ thường trụ nào, tôi đều cúng dường đôi chút. Thí dụ, nếu ở nhà trọ mỗi ngày phải trả 5 đồng, thì tôi cúng dường cho thường trụ đó một nửa số tiền, tức là 3 đồng. Ở lại chùa nào, tôi cũng đều cúng dường cả, trừ phi chính mình thật sự không có tiền mà thôi. Nếu quý vị quả thật là không có tiền thì không sao, nhưng nếu có tiền thì chớ nên xâm tổn của thường trụ. Cho dù là người xuất gia cũng không nên xâm tổn của thường trụ, bởi thường trụ ví như đại địa, là nơi trú ngụ của đại chúng. Nếu quý vị phá hoại phung phí của thường trụ, khiến cho đại chúng bị thiếu thốn, không đủ ăn, thì quý vị có tội rất lớn. Riêng cá nhân mình thì dẫu có đói đến chết cũng chẳng hề chi, nhưng nếu quý vị làm cho những người xuất gia đang sống trong thường trụ này không còn gì để ăn, cũng không được ai cúng dường, tức là quý vị đã xâm tổn của thường trụ vậy. Bởi dân dĩ thực di thiên, nghĩa là người dân xem cái ăn quan trọng như là trời, xem sự no cơm ấm áo là điều thiết yếu. Cho nên nếu quý vị khiến cho người khác không còn gì để ăn, tức là quý vị đã tạo tội rồi vậy. Cho nên chúng ta, những người nghiên cứu Phật pháp, hễ ở lại bất cứ ngôi chùa nào thì đều nên tùy khả năng mà cúng dường cho ngôi chùa đó, không nên xâm tổn của thường trụ. Quý vị tạm trú tại chùa, dù cúng dường ít hơn so với tiền thuê phòng trọ, thì cũng được coi như quý vị đã hết lòng, chớ nên chỉ ở rồi bỏ đi, chẳng cúng dường một chút gì cả. 2. Thập phương thường trụ. Đạo tràng là nơi mà chư tăng từ khắp mười phương đều có thể trú ngụ, nên gọi là thập phương thường trụ. 3. Hiện tiền thường trụ. Chư tăng hiện đang trú ngụ ở đạo tràng được gọi là hiện tiền thường trụ. 4. Thập phương hiện tiền thường trụ. Chư tăng từ khắp mười phương đến đạo tràng thì đều được dự phần. Điều này bao gồm cả đồ vật của dông tăng. Thế nào gọi là dông tăng? Dông tăng tức là vị sư đã viên tịch. Sau khi một vị sư viên tịch, những đồ đạc của vị ấy để lại có thể là những món đồ quý giá hoặc bảo vật đắt tiền cũng không chừng. Bởi giữa các tăng nhân không có gì là nhất định, và sẽ được thập phương hiện tiền thường trụ phân chia. Tăng vật thuộc hiện tiền thường trụ thì chỉ dành cho chư tăng hiện đang có mặt hoặc đang trú ngụ tại chùa, những gì đến sau không có phần. Còn của thập phương hiện tiền thường trụ thì bất kể là chư tăng đến trước hay đến sau, đều có thể cùng chia nhau di sản của vị sư đã viên tịch. Làm nhơ nhuốc tăng ni. Tăng ni là những người xuất gia, tỳ kheo và tỳ kheo ni. Có nhiều người rất dã man, độc ác, nhẫn tâm làm nhơ nhuốc phẩm hành thanh tịnh của tăng ni, cưỡng bức các tỳ kheo ni làm điều dâm loạn. Những kẻ ấy đều mang tội rất nặng. Hoặc tứ tình hành dâm trong chốn già lam. Già lam là nơi thanh tịnh yên tĩnh như đạo tràng, chùa chiền, tự viện. Tứ
là phóng túng, không tuân giữ quy củ. Không tuân giữ quy củ là gì? Đó là không tuân giữ thanh quy, tùy tiện hành dâm ở chốn đạo tràng thanh tịnh. Những nơi có hình tượng Phật thì không được hành dâm, làm điều ô uế, nếu phạm thì bị khép vào tội tứ tình hành dâm. Thuở trước, có một người nọ mắc phải chứng bệnh nam căn, thường bị ung nhọt lở loét. Người này bèn đến thỉnh vấn ngài Mục Kiền Liên về nguyên nhân bệnh trạng của mình. Tôn giả Mục Kiền Liên trả lời người ấy rằng: bởi trong đời quá khứ, ông đã phạm tứ tình hành dâm trong chốn già lam, do đó đời này phải chịu quả báo nam căn, thường bị làm độc, ghẻ lở, mắc nhiều chứng bệnh. Đây là nói về người nam. Nhưng nam hay nữ thì cũng vậy, bất luận là ai, hễ không giữ phép tắc thanh quy, tùy tiện làm điều dâm loạn ở chốn đạo tràng thì đều bị đọa địa ngục cả. Và nếu đến khi ra khỏi địa ngục, nếu được đầu thai làm người, thì nam căn hoặc nữ căn thường bị ung nhọt hoặc mắc phải các chứng bệnh nan y không chữa trị được. Cho nên nhân nào quả nấy, quý vị nhất định phải tin ở luật nhân quả, bằng không sau này sẽ phải nhận lãnh quả báo khổ sở. Hoặc giết hoặc hại, có khi những kẻ độc ác đó vì việc cưỡng hiếp không thành, bèn nhẫn tâm ám hại hoặc giết chết nạn nhân. Hạng người như thế, những kẻ xâm tổn thường trụ, ô phạm tăng ni, tứ tình hành dâm trong chốn chùa chiền hoặc giết hại người xuất gia, phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Họ cầu mong được thoát khỏi địa ngục, nhưng kỳ hạn thì lâu dài đến vô lượng vô biên, không thể tính kể. Có người cảm thấy rằng Phật pháp càng học càng khó khăn, càng học càng bị gò bó, mất tự do. Kỳ thực, không học Phật pháp thì sau này sẽ hoàn toàn bị mất tự do. Còn học Phật pháp thì chỉ hiện tại tạm thời bị mất tự do mà thôi. Bây giờ quý vị học Phật pháp thì đây chính là lúc thiện căn tăng trưởng. Trái lại, nếu không học Phật pháp thì nghiệp chướng sẽ gia tăng. Nghiệp chướng tăng trưởng thì sự mất tự do ấy sẽ là mất tự do vĩnh viễn. Song thiện căn tăng trưởng thì sự mất tự do trong hiện tại chỉ là tạm thời, chỉ một thời gian ngắn mà thôi. Nếu quý vị muốn mãi mãi mất tự do thì khỏi học Phật pháp. Còn nếu muốn trong tương lai được tự do thì tạm thời chịu khó mất tự do đôi chút. Đối với người học Phật pháp, sự mất tự do này rất ngắn ngủi và không đáng kể. Nhưng với kẻ không học Phật pháp thì thời gian mất tự do ấy dài đằng đẵng. Vậy quý vị hãy tự cân nhắc thiệt hơn, xem mình phải làm như thế nào. Kinh văn: nếu có chúng sanh giả làm sa môn mà tâm chẳng phải sa môn, phá hoại lạm dụng của thường trụ, gạt gẫm hàng bạch y, trái phạm giới luật, tạo vô số tội ác, hạng người như thế phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Lược giảng: nếu có chúng sanh giả làm sa môn, có bốn hạng sa môn: tứ chủng sa môn, thắng đạo sa môn, thuyết đạo sa môn, hoạt đạo sa môn và ô đạo sa môn. 1. Thắng đạo sa môn. Thế nào gọi là thắng đạo sa môn? Chư Phật và chư Bồ Tát đều được gọi là những bậc thắng đạo sa môn,
tức là hạng sa môn trội thắng hơn hết về đạo lý. 2. Thuyết đạo sa môn. Hạng sa môn này lấy việc giảng kinh thuyết pháp là lẽ sống, và đó chính là những bậc đại đức cao tăng đã chứng quả A-la-hán. 3. Hoạt đạo sa môn. Đây là hạng sa môn sống đời vì đạo, lấy việc tu đạo là lẽ sống, là sa môn có hạnh tu hành. 4. Ô đạo sa môn. Ô là ô uế, không thanh khiết. Hạng sa môn này làm ô uế đạo, và đây chính là hạng sa môn được nói đến trong đoạn kinh văn này. Sa môn là tiếng Phạn, có ba nghĩa. Ba nghĩa này thực ra không phải là ba mà là hai nghĩa. Hai nghĩa này đúng ra chẳng phải hai mà là một nghĩa. Phật pháp kỳ diệu như thế đó. Vậy chữ sa môn có một nghĩa, thì một nghĩa đó là gì? Đó là cần tước. Sa môn có nghĩa là cần tước. Cần là cần mẫn siêng năng, còn tước là hưu tước, và có nghĩa là dứt bỏ, ngừng nghỉ. Cần cũng có nghĩa là không lười biếng, và tước hàm ý lười biếng, không siêng năng. Thế nên có thể nói rằng đó là hai ý muốn của một con người, một đằng thì lười biếng và một đằng thì siêng năng. Như lười biếng chèo kéo, rủ rê siêng năng. Đừng đi làm nữa, hãy lười biếng một chút nữa đi. Siêng năng khuyên can: Ồ, anh đừng lười biếng, hãy theo tôi tinh tấn tu tập đi nhen. Vị sa môn phải tự đấu tranh giằng co với hai ý tưởng như thế. Hễ bên nào có thế lực hơn thì bên đó thắng. Siêng năng mạnh hơn thì lười biếng thua cuộc, còn lười biếng mạnh hơn thì siêng năng bại trận. Vậy đây là một người có hai ý muốn là cần và tước, siêng năng và biếng nhác, và đó cũng chính là hai nghĩa của chữ sa môn. Còn nói sa môn có ba nghĩa là gồm có những gì? Cần tức là siêng năng được chia làm ba loại, và tức nghĩa là dứt bỏ cũng được phân thành ba loại. Ba loại cần là gồm những gì? Đó là cần tu giới, định, huệ, siêng tu giới, siêng tu định và siêng tu huệ. Còn ba loại tức chính là tức diệt tham sân si, dứt bỏ tâm tham lam, dứt bỏ tâm sân hận và dứt bỏ tâm si mê. Giới là gì? Đó chính là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Nghĩa là chẳng làm điều ác và dân làm việc lành. Ngoài ra, giới cũng chính là chỉ ác phòng phi, chấm dứt các việc ác, không làm điều ác nữa và ngăn ngừa những sai lầm mà mình có thể gây ra. Có bao nhiêu loại giới? Căn bản thì có ngũ giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Ngoài ra còn có bát quan trai giới, sa di thập giới, tỳ kheo giới, tức là 250 giới điều. Bồ Tát giới có 10 trọng giới và 48 khinh giới. Tỳ kheo ni giới có 348 giới điều. Có người nói là tỳ kheo ni giới có đến 500 điều, nhưng cũng không đáng kể vì hiện nay đa số tỳ kheo ni đều thọ 348 giới điều. Định là do tham thiền, tịnh tọa tu tập mà có được. Muốn có định thì phải tu tập, không tu tập
thì không thể có định. Vì sao người tu hành phải thường xuyên tọa thiền? Thường xuyên tọa thiền tức là cách tu định từng chút một. Lúc mới bắt đầu tịnh tọa thì quý vị chưa có định, cho nên cái tâm của quý vị cứ chạy lang xăng, hết lên trời thì lại xuống địa ngục, không đến chỗ Phật thì cũng vào chỗ Bồ Tát, hoặc có khi lại vào cả chuồng ngựa, trâu, dê, gà, chó, heo, vân vân. Cái tâm này quý vị thấy đó, không cần mua vé mà bất cứ nơi đâu, thiên đường hay địa ngục gì, nó cũng đều có thể đến được cả. Vì sao cái tâm này cứ chạy lung tung khắp nơi như thế? Bởi vì quý vị chưa có định. Bây giờ quý vị tu định, tức là thâu nhiếp cái tâm ấy, tập cho nó hết chạy tới chạy lui, không còn lăng xăng lên nam xuống bắc hoặc vào đông ra tây nữa. Có người thắc mắc, vì sao cần phải tu định? Không có định thì cũng đâu có sao. Các người hãy xem kìa, khiêu vũ múa hát chẳng phải là thú vị hơn sao? Định là nghĩa lý gì? Cứ ngồi yên một chỗ như khúc gỗ thế kia thì có gì lý thú đâu. Các tượng gỗ, tượng đất ngồi trơ trơ ở đó thì có ích lợi gì? Tôi thấy như thế quá khô khan, thiếu tình cảm. Tu định thì có lợi ích gì chứ? Thật ra tu định vốn không có lợi điểm nào cả, chẳng qua là nếu muốn có trí huệ thì trước hết quý vị cần phải có định. Không có định thì không có được trí huệ. Nếu tâm mà quá tán loạn thì không thể có định. Không có định tức sẽ không có trí huệ. Bởi trí huệ có được là nhờ định. Do đó, quý vị muốn không còn si mê thì cần phải tu định. Có một người nói rằng trong lúc tọa thiền, anh ta luôn có cảm giác như mình sắp bị rớt xuống khe núi, cho nên rất sợ hãi. Đúng thế, đó là khởi đầu của sự đắc định. Và lúc bấy giờ, quý vị chớ sanh lòng sợ hãi. Hôm nay nhân pháp hội này, tôi sẽ giảng thêm đôi chút. Trước đây tôi có nói là trong khi ngồi tĩnh tọa, lắm lúc quý vị cảm thấy như có dĩa mực đen hoặc tấm sắt lớn lơ lửng trên không và cứ chực rớt xuống đầu mình, hoặc là đạn nguyên tử sắp nổ tung ngay trên đầu mình. Thế thì lúc đó quý vị phải làm gì? Lúc đó quý vị không nên chấp tướng, không nên bám trụ vào cảnh giới. Bởi nếu chấp tướng thì quý vị sẽ dễ bị rơi vào ma cảnh. Hễ quý vị chấp tướng thì sẽ có đạn nguyên tử nổ tung trên đầu quý vị thật. Còn nếu quý vị không chấp tướng thì sao? Thì tất cả sẽ rất tĩnh lặng, yên ổn, không việc gì, và nhất định quý vị sẽ thắng được chúng ma. Quý vị mà có định rồi thì ma quỷ nào cũng chạy trốn hết. Cảm giác thấy mình như sắp bị rớt xuống vực sâu muôn trượng chỉ là thứ vọng cảnh hư dối, không có thật. Tại sao lại là vực sâu thâm thẳm? Đó chính là nghiệp chướng mà quý vị đã tạo tác từ những đời trước cho đến nay, còn thâm sâu hơn cả vực thẳm ấy nữa. Vậy nay biết được là mình có nghiệp chướng nặng nề sâu dày như thế thì quý vị hãy mau mau tu tập, chớ nên sanh tâm sợ hãi nữa. Lại nữa, đôi khi đang ngồi tĩnh tọa, quý vị bỗng cảm thấy rất tự tại, tự tại, tự tại, chân tự tại. Một thứ tự tại rất khó hình dung, rất khó diễn tả. Và nếu đạt được cảnh giới tự tại này thì quý vị sẽ quên hết tất cả. Bởi sắc giới trước vị thiền, là chúng sanh ở cõi sắc giới chấp trước vào thiền vị.
vì hương vị của thiền na đem lại niềm vui sướng không gì sánh bằng, hơn cả nam nữ kết hôn và cũng hơn hẳn mọi loại ma túy. Cảnh giới đó thật khó mà diễn tả bằng lời được, chỉ có thể nói đó là thứ tự tại, tự tại, chân tự tại. Cái khó thể hình dung, khó tả bằng lời, và như người uống nước ấm lạnh tự biết. Ví dụ quý vị uống nước trà, nước nóng hay nguội thì chỉ có một mình quý vị biết rõ thôi. Trường hợp này cũng vậy, cảnh giới tự tại này chỉ có những người từng trải mới hiểu được. Thế nào gọi là người từng trải? Đó là những người đã từng đi qua con đường này, đã có kinh nghiệm về cảnh giới này. Nhờ vậy, quý vị vừa nói ra là họ liền biết quý vị đang ở giai đoạn nào hoặc đã đạt tới trình độ nào ngay. Hiện nay, trong số quý vị, có người đã dụng công tu tập và sắp đạt tới cảnh giới ly sanh hỷ lạc địa của tứ thiền. Tuy nhiên, cảnh giới ấy không đáng kể lắm, bởi đó là chuyện rất bình thường, nên quý vị chớ cho rằng như thế là tài giỏi. Tu thiền chỉ cần có thành tâm và chuyên cần thì ai ai cũng có thể đạt được cảnh giới như nhau. Vì cảnh giới tự tại, vui sướng đó vốn không có gì sánh bằng, cho nên được gọi là ly sanh hỷ lạc địa, tức sắp xa lìa mọi phiền não, đạt được sự vui sướng, và đó cũng là một trong các thứ định vậy. Huệ tức là trí huệ. Có trí huệ thì có lợi ích gì? Có trí huệ thì sẽ không bị lầm đường lạc lối. Tại sao hiện nay có nhiều người sống một cách điên điên đảo đảo, cứ lấy khổ làm vui? Đó là do họ bội giác hợp trần. Họ thờ ơ quay lưng lại với đạo lý giác ngộ, nhưng lại hợp cùng đạo lý lục trần. Tại sao họ hành động như vậy? Bởi họ không có trí huệ, và chính vì si mê nên họ mới lầm lẫn lấy khổ làm vui, mà lại không biết rằng như thế là si mê nhất. Quý vị nghe giảng kinh không cần phải nghe cho nhiều, chỉ cần nghe hiểu một chữ then chốt rồi đem áp dụng thì sẽ thấy được sự lợi ích bất tận của chữ đó. Như trong câu cần tu giới định huệ, thì chỉ cần nắm được một chữ cần thôi là đủ rồi. Như cần mẫn tu giới, cần mẫn tu định và cần mẫn tu huệ. Phải cần mẫn tu tập thì mới có sự thu hoạch, có sự chứng đắc. Còn không cần mẫn tu tập thì không chứng đắc được gì cả. Do đó, quý vị nhất định phải cần mẫn tu tập, phải vâng lời và tuân theo sự giáo hóa của sư phụ. Bây giờ nói đến chữ tức trong câu tức diệt tham sân si, nghĩa là dứt bỏ tham sân si. Vừa rồi tôi có nói chữ tức này còn có nghĩa là lười biếng. Vì sao? Chữ tức này vốn có nghĩa là đình chỉ hoặc nghỉ ngơi. Mà nghỉ ngơi không phải là lười biếng thì là gì? Nghỉ ngơi tức là lười biếng. Lười biếng tức là đình chỉ, là ngừng lại, không tiến thêm nữa. Đình chỉ cái gì? Đình chỉ cái tâm tham, tâm sân, tâm si. Cho tham sân si được nghỉ ngơi, được về hưu. Chúng ta không cần dùng đến chúng nữa. Hãy khiến cho tâm tham, tâm sân, tâm si đều đình chỉ. Quý vị không nên tham muốn gì nữa, ngay cả mọi vật chất hưởng thụ của thế gian. Cũng đừng giận dữ, đừng nổi nóng, để cho lửa giận bùng lên, mà hãy bố thí tánh nóng nảy, lửa giận ấy ra. Bố thí cho ai? Thì bố thí cho tôi, bố thí cho sư phụ. Vì sư phụ đang cần có những ngọn lửa giận thật lớn, thật nóng tánh, để cho đệ tử phải nể sợ,
Chứ nếu sư phụ cứ hiền hòa, dịu dàng như cái gối bông, thì các đệ tử sẽ không kiêng sợ. Nếu không sợ sư phụ thì họ sẽ không chịu tu hành, mà không tu hành tức là lười biếng vậy. Trên đây là nghĩa cần tức, là cần tu giới định huệ và tức diệt tham sân si của từ ngữ sa môn. Mà tâm chẳng phải sa môn. Có nhiều người gian trá, giả làm sa môn thôi, chứ không phải thật. Thâm tâm họ chẳng hề thực hành đạo hạnh của bậc sa môn. Họ không siêng tu giới định huệ, cũng chẳng dứt bỏ tham sân si. Trái lại, con dám nói rằng tham sân si càng nhiều thì càng tốt, và khuyến khích mọi người tốt nhất là hãy quên hết giới định huệ, chẳng cần nhớ gì cả. Đó chính là hạng sa môn giả hiệu, hư ngụy. Và tâm của những kẻ đội lốt sa môn này không hành hạnh từ bi, không tu hạnh nhẫn nhục, không hành lục độ dạng hạnh. Dụng tâm họ là không làm phận sự của một vị sa môn. Thế thì họ làm gì? Họ mượn danh nghĩa sa môn để dễ bề phá hoại, lạm dụng của thường trụ. Đồ vật của thường trụ, dù là những thứ lạc vặt nhất, tầm thường nhất, như một tờ giấy chẳng hạn, chúng ta cũng không được tùy tiện phung phí, dứt bỏ bừa bãi. Tại sao? Bởi tuy chỉ là một mẩu giấy, nhưng dồn ít thành nhiều. Tức từ một tờ mà lâu ngày dồn lại cũng thành nhiều. Do đó, tùy tiện phí phạm tờ giấy cũng là lạm dụng, làm hao tổn của thường trụ. Có câu rằng, dù là một lá cây, một cọng cỏ, cũng chẳng được không cho mà lấy. Người ta không cho mình, mà mình tự tiện lấy, như thế là trộm cắp. Cho dù đó chỉ là một lá cây hay một cọng cỏ, nhưng hễ chưa được chủ nhân cho phép mà mình đã lấy, tức là trộm cắp vậy. Bất cứ đồ vật gì của người khác, chúng ta đều không được tùy tiện sử dụng. Quý vị dùng đồ của người khác mà người đó lại không biết, như thế cũng là ăn trộm, là phạm giới trộm cắp. Lại có câu, dù là một cây kim, một sợi chỉ, đều là của bố thí. Những gì người ta đem cho chùa, dù là một cây kim hay một sợi chỉ, đều gọi là của bố thí. Do đó, chúng ta không được tùy tiện phá hoại, lạm dụng của thường trụ. Phàm là đồ vật thuộc về thường trụ, thì dù là người xuất gia sống trong chùa, cũng không được tùy tiện lấy đem cho kẻ khác. Ngoại trừ đó là vật sở hữu của riêng mình thì không sao. Thí dụ, quý vị có cái áo không mặc nữa, nên đem cho người khác thì được. Còn nếu là đồ vật thuộc của chung cả chùa, thì ngay cả một sợi chỉ cũng không được tùy tiện đem cho người khác để lấy cảm tình. Bởi đó gọi là mua lòng cá nhân, muốn làm cho người ta có thiện cảm với mình, muốn kết thân với dụng ý riêng. Nếu quý vị muốn làm cho kẻ khác có ấn tượng tốt về mình, để họ thích hộ pháp và cúng dường riêng cho cá nhân mình, thì đó là điều hết sức sai lầm. Tất cả mọi người cần phải đặc biệt chú ý điểm này. Vậy nên không cần nhiều. Dù một tờ giấy, một sợi chỉ, thậm chí một hạt gạo của chùa, mà nếu quý vị vì tình cảm riêng tư tự tiện đem cho người khác, tức là quý vị phá hoại lạm dụng của thường trụ. Phàm là người xuất gia, đồ đạc của riêng cá nhân mình thì mình có quyền tặng cho người khác. Nhưng đối với những thứ thuộc của chung, thì cho dù là một cây nhang, mình cũng không được tự tiện đem cho một ai hết. Gạt gẫm hàng bạch y. Bạch y nghĩa là áo trắng, là hàng cư sĩ, những người tại gia.
những kẻ giả danh sa môn ấy chẳng những thiếu thành thật, chỉ toàn nói lời dối trá để lừa gạt người tại gia, mà lại còn trái phạm giới luật, tạo vô số tội ác nữa. Họ không tuân thủ giới luật, không trì giữ ngũ giới, bát quan trai giới, sa di thập giới, bồ tát giới, tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, lại còn gây ra không biết bao nhiêu thứ tội ác. Vô số tức là không phải chỉ có một loại, mà là rất nhiều loại ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Hạng người như thế, những kẻ giả danh sa môn đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Kinh văn: nếu có chúng sanh trộm cắp tài vật, lúa gạo, đồ ăn thức uống, y phục của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Lược giảng: nếu có chúng sanh trộm cắp tài vật, lúa gạo, đồ ăn thức uống, y phục của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật. Thuở trước, có một vị Đại Bồ Tát phát nguyện rằng: giả sử có người phạm các tội ngũ nghịch, tứ trọng, thập ác, thì tôi vẫn có thể cứu độ được, vì trường hợp trộm cắp tài vật của thường trụ, dù chỉ là một lá cây hay một cọng cỏ, thì tôi không thể nào cứu nổi, vì tôi không có cách nào cứu được người đó. Giả sử có người giết chết 84.000 cha mẹ của mình, tạo tội nghiệp thâm trọng đến giường ấy, thì bằng nguyện lực của mình, tôi vẫn có thể cứu được người đó thoát khỏi địa ngục. Nhưng nếu người đó trộm cắp tài vật, đồ ăn thức uống của thường trụ, dù chỉ một hạt gạo, thì tôi cũng không tài nào cứu nổi. Qua lời nguyện trên, quý vị có thể thấy được rằng trộm cắp tài vật của chùa là tội lớn nhất, nghiêm trọng nhất. Chúng ta là những người tin Phật, tức cần phải hiểu cho thấu đáo điều này. Phạm là tài sản của thường trụ như lúa gạo, đồ ăn thức uống, hoặc ngay cả một món đồ hết sức nhỏ bé, tầm thường, nhưng nếu chưa được chủ nhân ở chùa cho phép, thì quý vị cũng không được lấy, bằng không sẽ mắc tội không cho mà lấy. Và như thế, kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Kinh văn: Ngài Địa Tạng thưa rằng: Thánh mẫu, nếu có chúng sanh nào phạm những tội như thế, thì kẻ đó phải đọa vào ngũ vô gián địa ngục. Cầu tạm ngừng sự đau khổ trong chừng một niệm cũng không được. Lược giảng: Ngài Địa Tạng thưa giới Ma Gia phu nhân rằng: Thánh mẫu, nếu có chúng sanh nào phạm những tội như thế, gây ra vô số nghiệp tội như tôi vừa kể, thì kẻ đó phải đọa vào ngũ vô gián địa ngục. Địa ngục có 5 loại không gián đoạn. Bây giờ chúng sanh đó cầu tạm ngừng sự đau khổ trong chừng một niệm, một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi cũng không được. Ha ha ha, 闻三摩地娑诃。